Dạ chào mừng uh, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của quốc Việt. Các thưa quý vị, uh, sau cái phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ việc của Xuân Phương Hằng ngày 4 tây tháng 4 uh, khép lại đó thì uh có rất là nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều nhưng mà đa phần á thì cả nhà cũng thấy á, là ai cũng đồng tình và ai cũng vui mừng à, khi mà phiên tòa kết thúc à, tất cả năm người, năm người bị cáo đều được giảm án. À, còn cái chuyện mà định Lan với hàng Ni mà không được giảm hay không được chấp nhận cái cái đơn kháng cáo rồi bác bỏ rồi phải đóng án phí rồi đó cái chuyện của họ. Tại vì à, nói chung á là hội đồng xét xử cơ quan chức năng người ta xem xét và căn cứ trên những cái tài liệu chứng cứ người ta thu thập được À, chứ không phải là căn cứ trên cái mong muốn hay là cái yêu cầu của ai đó à, nhưng mà về cơ bản thì cái bản án cuối cùng là được rất là nhiều người đồng tình à, coi như là cái bản án hợp lòng dân đó ha à, hợp tình hợp lý mà hợp lòng dân nữa À, và bên cạnh đó, đó thì cũng có một số người thắc mắc đó, là những cái người mà đã từng làm đơn tố cáo Xuân Phương Hằng à, Chẳng hạn như là các cái ca nghệ sĩ rồi nhà báo này kia đó Thì thấy cái bản án của Xuân Phương Hằng như vậy đó là họ có đông tình hay không à, Ý kiến của họ ra sao Đến thời điểm này đó thì mình chỉ uh, phát hiện được có một mình anh Đồn đã lên tiếng về cái cái vấn đề này Lên tiếng về cái bản án dành cho Xuân Phương Hằng sau khi mà được giảm án uh, 3 tháng đó Thì uh, trong một cái uh, bài phỏng vấn của báo chí cách đây uh, 3 ngày 3 ngày thì à, bên phía à, đàm vĩnh hưng cũng có nói về vấn đề này à, đại khái á, là anh ta nói rằng là à, cái việc mà cơ quan chức năng giảm án cho xuân phương hằng hay là gì đó thì anh không quan tâm à, anh chỉ mong rằng là xuân phương hằng à, hãy xin lỗi thôi hãy xin lỗi à, với lại anh cũng không có muốn dồn ai vào đường cùng à, thì một số cái dữ liệu à, ngắn gọn như vậy nhưng mà mình thấy có rất là nhiều vấn đề à, chẳng hạn như anh nói là anh không có muốn dồn ai vào đường cùng nhất là xuân phương hằng nếu mà không muốn dồn cái vào đường cùng á, thì làm gì làm đơn làm gì làm đơn tố cáo người ta đúng không rồi thứ hai nữa là ổng đã từng tuyên bố là sẽ huy động là bảy luật sư sừng sỏ để chiến đấu tới cùng cái vụ việc của xung phương đúng không đó. rồi thêm cái nữa là ổng là yêu cầu bà hằng phải bồi thường lên đến hàng chục tỷ đồng nữa đó. vậy thì những cái, cái dữ liệu đó cho chúng ta thấy rằng là dường như họ rất là quyết tâm chứ làm sao nói là là không muốn dồn ai tới đường cùng cả nhà đó. dường như là cái coi như là cách xử sự của ảnh là trước với lại cái lời nói của ảnh bây giờ đó, là nó đang đối nghịch với nhau À, nói là không muốn dồn ai tới đường cùng mà tại sao trước đó rất là quyết tâm tuyên bố là thuê bảy luật sư sừng sỏ rồi à, yêu cầu là phải bồi thường mấy chục tỷ rồi này kia nói chung là chúng ta thấy hai cái quan điểm nó trái ngược nhau trong một cái khoảng thời gian khá bất ngờ mặc dù là nó nằm ở trong những cái mốc cụ thể ví dụ như trước đó, đó thì ông mới làm đơn nên cho nên ổng quyết tâm còn bây giờ với cái bản án cuối cùng phiên tòa phúc thẩm thì ông lại có cách nhìn khác thì cái đó mình không biết cái diễn biến tâm lý của người ta nhưng mà hai cái chuyện đó hoàn toàn đối nghịch nhau đúng không rồi thêm cái nữa đó là ông có trong cái đoạn clip đó ông có nói là à, Anh chỉ cần là xuân phương hằng à, à, xin lỗi thôi à, xin lỗi thì ảnh sẽ bỏ qua mọi chuyện à, có thể là anh làm đơn bãi nại rồi cho xuân phương hằng luôn à, cái chỗ đó mình thấy cái mắc cười đó thú vị đó cả nhà đúng không bây giờ á nói thẳng ra ông nói là ông muốn á là coi như là không 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 truy cứu nữa không có muốn đuổi cùng giết tận nữa nhưng mà giờ nó ngược lại đi bây giờ ông muốn đuổi cùng cùng dứt tận là được cái gì nhắm được hay không đúng không ông nói là giờ không muốn dồn ai tới đường cùng như bây giờ ông cho dù ông muốn dồn tới đường cùng nó ông có dồn được hay không à, bởi vì rõ ràng bây giờ cơ quan chức năng là người ta căn cứ trên những cái tài liệu chứng cứ với những cái gì đã diễn ra thực tế chứ đâu phải là theo cái mong muốn của ai đó à, nếu mà theo mong muốn của ai đó như là mong muốn của đinh lan chắc là mệt luôn á à, đất nước này là mệt chứ khổ luôn á. kể cả cơ quan chức năng rồi người dân này kia đó đúng không cho nên á cái quan trọng ở đây á là những gì đã diễn ra người ta đã thu thập được những cái tài liệu chứng cứ gì à, cho nên người ta mới đi đến cái, cái, cái quyết định cuối cùng là như thế à, như, như phiên tòa sơ thẩm thì à, bên phía đàm vĩnh hưng rồi à, viên quanh rồi à, luật sư rồi cũng đến rất là nhiều hàng lý rồi đó à, mọi cái vấn đề gì mà kêu bằng là dồn ép được cho xuống vương hàng là họ dồn tổng lực rồi à, cho nên là, là sau cái phiên tòa sơ thẩm thì họ hiểu rằng cái câu chuyện nó đã tới đó thôi cho nên là phúc thẩm họ không tới thôi Thế mình nghĩ là vậy nó theo giống như cái lộ trình vậy. chứ không phải đừng có nói cái câu mà tử tế ở đây nó nói là ờ tôi không muốn dồn ai tới đường cùng không dồn đường cùng mà đi thưa kiện người ta làm gì đúng không bây giờ cho dù anh muốn dồn người ta đến đường cùng anh nhắm anh dồn được hay không bởi vì người ta cứ đâu có phạm tội đến cái mức mà nó kinh khủng như là đinh lan nói đâu mà để để dồn người ta là đi tụt chung thân hay là gì gì đó, kinh khủng hơn đúng không à, cho nên là à, với cái thông tin này thì mình nghe thấy cũng thú vị nhưng mà mình à, hôm trước á mình nghe mà mình cũng không muốn chia sẻ bởi vì thấy nó ảo ảo sao cái nhà à, ví dụ như cơ bản mấy cái câu hỏi mình đặt đặt ngược lại cho chỗ đàm vĩnh hưng đó ủa anh nói ta anh không muốn dồn ta tới đường cùng anh làm đơn chi đúng không rồi thuê mướn luật sư sừng sỏ Rồi các kiểu rồi là yêu cầu là phải bồi thường mấy chục tỷ à, nếu như mà anh mà coi như là giống như cái lời anh nói nha là không muốn dồn tới đường cùng mà chỉ muốn lời xin lỗi thì cái lời xin lỗi thì nó quá đơn giản rồi đúng không đâu nhất thiết phải làm đơn À, mà trong cái thời điểm mà ổng hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ cái vụ này á là rất là quyết tâm luôn đó nha à, vậy thì có cái dấu hiệu nào cho thấy là anh ta không muốn dồn ta tới đường cùng đâu à, cho nên là cái mình thấy rất là nhiều nghi vấn à, rồi đã vậy ông còn nói là à, sẵn sàng có thể là bãi nại cho xuân phương hàng này kia bãi nại được không thiệt sự luôn á một mình ông giết bãi nại cũng không được nữa ở đây á là cơ quan chức năng người ta khởi tố vụ án này à, khi mà xuân phương hằng vi phạm luật an ninh mạng và cái bị hại đây á là trật tự hành chính kìa chứ không chuyện tự hành chính chứ đâu phải là của cá nhân của mấy ông đâu thí dụ như có có vụ án của riêng à, anh đầm ha tổ cáo sư phương hằng thì khi đó một mình anh á, thì anh làm bãi nại nó khác còn bây giờ á, cơ quan chức năng người ta thụ lý mà cái bị hại là một cái cơ quan khác chứ không phải là anh thì anh bãi nại kiểu gì à, nói cái câu nghe nó, nó nó đạo đức quá hả <laughs> nó kêu bằng là tự tôn vinh của mình lên thấy mình nghĩ là vậy chứ thật sự nó không phản ánh được gì À, bây giờ anh muốn làm hơn nữa nó cũng không có được nữa à, nhưng mà mình thấy uh, cái phản ứng của bà con khi mà nghe cái uh, cái trả lời cái đoạn uh, trả lời không giống của Mích tư đàm á, thì người ta rất là bức xúc chứ à, cái kiểu giống như là giả mèo khóc chuột rồi cả nhà à, người ta đồng cảm thì ít nhưng mà người ta bức xúc thì nhiều có thể uh, mình thật sự mình nói cái câu này thì hơi tiêu cực cho anh, anh đòm chút xíu tức là anh thấy rằng đụng với bà hàng là đụng với chơi với lửa rồi anh thấy là anh đã mất rất là nhiều khi mà từ khi tham gia cái drama này cho nên bây giờ anh phải tìm cách dứt giác lại tìm cách hòa quản để làm hòa với lại xuân phương hằng để ít ra thì kiếm một số fan từ bên phía những cái người ủng hộ xuân phương hằng hoặc là ít ra thì cũng à, loại bỏ những cái anti fan đi chứ bây giờ từ khi mà anh hùng hổ lên là anh tuyên bố là sẽ đưa bảy luật sư chơi cái vụ việc này tới cùng á thì anti fan rất là nhiều những người không thích đảm mới rất là nhiều luôn cho nên là anh muốn gỡ gạt anh muốn vớt giác lại cái này á cho nên là nói một cái câu rất là nhân từ rất là đạo đức dành cho xuân phương hằng à, tôi không muốn dồn bà hàng tới đường cùng à, tôi có thể là bãi nại hay là tôi chỉ cần là xin lỗi này kia nó rất là nhẹ nhàng đúng không nhẹ nhàng mà tại sao mà dám giác cái đơn lên là yêu cầu bồi thường lên đến bốn mấy chục tỷ đúng không à, những cái vấn đề đó những cái điểm mấu chốt đó cho chúng ta thấy rằng là họ không phải dễ dàng bỏ qua đâu mà chẳng qua là vì cương quá không được cho nên là phải nhu lại thôi đúng không chứ nè, từ cái thời điểm mà trước cái phiên tòa sơ thẩm là chúng ta thấy rất là quyết tâm rất là quyết tâm nhưng mà kể từ khi có bản án của phiên tòa sơ thẩm đó thì dường như là họ đã đạt được cái gì rồi à, và đến sau cái phiên tòa phúc thẩm nữa đó thì cái dấu hiệu nó dường như đi ngược lại nữa bởi vì họ thấy thua rồi giờ không có cách nào bây giờ à, thí dụ như một mặt trận truyền thông và mặt trận pháp lý đó thì cho dù pháp lý họ thắng họ đẩy xuân phương hằng vào tù được á nhưng mà mặt trận truyền thông họ thua nè thì mười mốt họ sống bằng cái gì à, bây giờ rất là nhiều những cái người không thích nhắc tới tên đàm vĩnh hưng thôi mới tư đàm thôi là người ta không ưa rồi vậy thì họ mốt và họ sống bằng cái gì à, một cái ca sĩ một cái nghệ sĩ nổi tiếng mà anti-fan nhiều người ta không thích nhiều thì kể cả bất cứ anh đưa ra cái sản phẩm nào cũng có người chăm trọt thì sống bằng kiểu gì đó nha? rất là khó luôn đúng không cho nên bây giờ theo mình nghĩ á, những cái lời phát biểu gần đây đó chẳng qua là muốn quờ quẩn ha quà quẩn để cho à, kéo được một số người hoặc là một cái người một số người mà đang trung lập á người ta lăng tăng không biết ai đúng ai sai hay là muốn về gì phía nào á thì nghe cái lời nhân từ của ông này thì nó ôi ông này cũng được ha à, vậy cuối cùng cũng bỏ qua cũng à, không muốn tri cứu đến cùng này kia cái nọ à, để gỡ gạt chút đỉnh à, nhưng mà khó lắm cả nhà nếu mà chúng ta suy xét chúng ta nhìn rộng ra đi khó lắm nếu như mà thật sự ổng chỉ cần cần xin lời lời xin lỗi hay là không muốn dồn tới đường cùng thì ổng không có quyết tâm như là cái thời gian qua chúng ta thấy đâu à, cái chuyện này là giống như ngụy biện hay để che đậy cái sự <laughs> kinh khủng phía sau thôi nha à, cho nên là với cái tuyên bố của xuân phương hằng là cũng sẽ tiếp tục theo cái vụ việc này để làm rõ những cái người đứng phía sau những cái người mà đã từng giật dây cho một số youtuber lên mạng mà rêu rao này kia ha thì à, kể cả là anh có bỏ qua không bỏ qua hay là những ai đó nói rằng là tôi không muốn theo đuổi vụ việc này nữa thì nếu như cái hành vi họ đã làm rồi đối với xuân phương hằng rồi thì những cái cay đắng trong vòng mấy năm qua của xuân phương hằng phải chịu đựng đó. thì họ cũng phải trả giá hết thôi à, nếu mà kể cả anh Đồn có dính vô anh đền cũng phải chịu hay là đồng xanh hay là đinh lan nói chung là bất kể ai có dính vô thì phải trả giá hết kể cả bây giờ có thiệp có rút đơn có bãi nại gì cũng không có thành vấn đề nữa bởi vì mọi chuyện nó đã kết thúc À, liên quan đến vấn đề pháp lý của Xuân Phương Hằng đã kết thúc rồi, mấy anh chị không có thể nào thay đổi được đâu. và bây giờ tới lượt về, tới lượt mấy anh chị phải chịu trách nhiệm. Nếu như có cái hành vi à, làm tổn hại đến Xuân Phương Hằng trong suốt thời gian qua, à, cho nên là à, theo mình nghĩ thì à, những cái lời phát biểu của anh Đom à, theo cái 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 hướng suy nghĩ của mình nha thì nó cũng chẳng có nói lên được điều gì. À, một số fan thì vô ủng hộ, nhưng mà anti fan những người không thích thì nó lại nhiều hơn, chứng tỏ rằng những cái lời nói của anh bị người ta nhìn thấy ha nhìn thấy bẫy, nhánh thấy thấy có con bài tẩy hết rồi đúng không? À, nhưng mà thôi thì đó cũng là cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Sau khi cái động thái mới nhất của anh Dom kể từ cái phiên tòa phúc thẩm khép lại ha, rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chân trọng kính chào và hẹn gặp lại.